thưa các bạn nếu mà nói về cái nằm giường trọng giường tre bây giờ hiếm người nằm không có ai còn nằm được rất khó vậy nên là có người cúng giường gỗ cho thầy. thầy thầy ơi thì cho con cúng thường cái, cái thầy cái giường ở xa thế ở chợ 1700 700 cây vậy vào mà chết à? Ở không nhà con nằm cúng giường Con cũng cúng giường cho quý thầy ở Sóc Sơn Tiện thể gửi cho thầy Thầy ở trên núi Thầy nằm giường che gọt kẹt thì chết đấy Không, không sao đâu Cái uh, Đây giường tốt lắm Không gì cả Đấy, đấy. Chiếu là chiếu tre này Chiếu này đi xin đi Đấy cái này là giường đi xin ở đây có sẵn không vào hai nữa là cái cái tỷ giường cũng bằng tre ba là cái chiếu chiếu này các thầy lớn vất đi thì ra ngoài về giặt giữ sạch sẽ thì chiếu cước vẫn dùng tốt xong này phải đi mua cái cước về sau họ cũng giường là sâu từng cái mắt này các bạn Để, sâu lại hết Ngày này này bền lắm biết bao giờ tre thì nó 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 đã ngâm rồi à, nó đã sấy rồi ấy mà còn à, cước thì bền lắm biết bao giờ hỏng được đời mình làm sao hỏng được quý vị nay còn mai mất quy được vô thường tuổi già một tuần hơn rồi thế nhưng mà à, cái tre thì nó sinh ra thì một hai ba năm rồi là nó cũng cũng, cũng, cũng hỏng rồi lưng mà một vài năm rồi nhưng mà cây cây gỗ thì trồng ra quý đó mười năm hai mươi năm ba bốn mươi năm có cây hàng trăm năm cưa xuống sau màng làm đổ. những cái thầy ấy mà lãng phí về vấn đề trong kinh tứ lượng tâm ấy có năm điều Đức Phật dạy đây ở trong cái giáo án này, này của, của 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 ngài nói thì phải hiểu như thật kinh tứ lượng tâm nói tâm từ tâm bi tâm hỷ, tâm xả tâm từ là lòng thương yêu tâm bi là thương xót và thưa tâm xả là xả hết ừ. Hề là vui mừng thế mà nói đọc cái tâm tử thì ta thấy năm cái tình thương của tâm tử lớn vậy không biết ai có làm được một pháp tu là là tu thông mà chứng đạo tâm tử ví dụ là lòng thương yêu phải thương yêu chính mình nhưng mà mấy người có ai thương yêu mình đâu nhận chỉ nói đây nói với giọng với người tu hành thôi thế mà bây giờ nói là trong nhiều kinh nói là không sát sinh ăn thịt chúng sinh thế nhưng người ta bảo ăn tâm, tạm thịt nhục không thấy không nghe không nghi không thấy người ta giết thì mình không ăn không nghe tiếng kêu của thú rừng thì mình cứ ăn và không thấy nhìn thấy uh, thịt ở trong cái bát phở này cứ ăn đấy là vô minh tâm từ ở đâu thương yêu chúng sinh ở đâu đấy khó vậy quý vị mà chính là không thương ta thì thịt chúng sinh ấy là là nó có cái độ pH thấp nó có bốn phải mấy thôi bốn bảy giờ nên đến bốn sáu chấm gì đấy còn uh, gọi là có tính axit còn máu của cơ thể quý vị hay chúng tôi bảy chấm cơ mà nếu cao hơn cũng bệnh mà thấp hơn cũng bệnh quý vị ạ khó vậy đấy mà nhiều người không để ý bác sĩ nó không nói thật ra vì nó cũng ăn thì chú sinh khó khó ở cái đấy vậy nên là nói thật và nói là là, là 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 khi mà ta ăn thì chú sinh vào thì nó có tính chất kiềm khi kiềm vào thì à, tính chất à, axit khi vào kiềm trung hòa là máu với nó mới cho đi được gan nó là cái gì? tổng nhà máy xử lý ra tất cả các thứ nó túm hết vào bia rượu cà phê cà pháo rồi chất độc chất gì có này cửa no của nước ấy là nó giữ hết được gan quý vị rồi cho thải dần thải ra được tiết điệu còn không nó cứ giữ mãi ở trong này. kim loại nó túm hết nên gan mình khổ nhất dự trữ nhất. thế nhưng thì chúng sinh vào nó cũng túm vào đấy túm vào đấy là khi bắt đầu là nó có nó cho vào máu ngay đâu cho đâu sau đó bắt đầu nó phải lấy canxi của cơ thể ăn dự trữ lại ở trong gan hay là trong cơ thể sau đó nó mới trung hòa cho đủ đủ cái độ là bảy chữ nó mới cho vào máu đấy quý vị đã theo khoa học mà, mà nghiên cứu lại chúng tôi học y thì cũng có thấy như vậy do đó là nếu mà thiếu quá cơ thể thiếu canxi thì nó phải nó lấy từ răng bảo sao râu răng này nhiều như vậy cắn cái gì cái không may là mẻ răng luôn vì nó yếu rồi ba nữa là 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 nó lấy từ ấy nó lấy từ từ trong xương của mình nên là loãng xương người da mà vì không để ý uống sữa nhiều con cứ mang sữa cho mẹ uống nhưng mà cái sữa canxi đấy là canxi của con bò chứ đâu có canxi của con người đâu do nó uống vào nó lại phải trung hòa hãy đây là bảo sao già mấy chục đầu gửi đầu ngã gãy tạch trùng cả xương đỏ, xương hồng xương chân chân tay đấy cái vị mà mình nói ra đây thì nhiều người nghe chắc chắn là phải hiểu như vậy chúng tôi nói nó có sách bách chứng các nhà khoa học viện dẫn chứ không phải nói xuông được đâu vì bây giờ rất sợ về nói nói vọng ngữ Vì vậy hãy thường chính mình hai là thương người khác cũng vậy thương người khác nghĩa là người ta về với bên mình như là chính là bà con quyến thuộc lớn của mình hay nhỏ của mình bao nhiêu năm nay gặp lại hay là những người uh, Tu với nhau thì đến với nhau phải là nhân quả thế nhưng mà có những cái gì hành động gì góp ý chân tình bảo ban tu rồi sân hận rồi ra chuyện nọ chuyện kia rồi, rồi là ích chế rồi biến mất luôn chả câu chào hỏi Này khó vậy đây. nên đức phật nói là, là, là tình thương yêu của con người với nhau là cơ bản hãy thương nhau đi vậy nên là à, con người là nó vậy nên là nhân quả con người ông thích thục nào cũng dạy trong những cái bằng tránh kiến cái vị này một con người chết đi thì coi là sinh ra nhiều người và nhiều con vật nhiều loài vật vì mình ăn tạp nổ đủ thứ con vật rồi nhân nào ở đấy thì phải phải gieo thôi phải trả thôi phải làm mạng chúng sinh mà trả thôi hay con người như vậy một lần dâm dục thế là dâm dục đây bằng mắt bằng mũi bằng miệng bằng tai bằng thân bằng ý nó đã gây ra một cái từ trường của thân khẩu ý rồi quý vị nên dâm dục bằng 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 thân chẳng hạn cậu bé chú bé một lần vào cứ tưởng là cuộc đời hỏi mấy thợ mấy vị vào bác chú cô đủ mấy cháu à, con được một cháu, hai cháu, ba cháu Nhưng vì tình là à, mình có rất nhiều con cháu đấy Không để ý thôi, không hiểu về Phật rồi Dạy là Thế một lần à, mình mình dâm dục thì cũng có đôi khác dâm dục rồi Nó dâm dục cho đó là cái từ trường nhân quả tương ưng với cái đôi, đứa con ra Nó lại lấy ừ, của cha của mẹ rồi đấy. Nó lại lấy cả người khác góp y vào đấy Đấy thầy thùng Lạc dạy về đấy và thứ hai một lần dân dục thì cái căn phòng đấy lúc nào ô ấy vậy nên là mà làm nhà nghỉ này nó tạp phế nổ luôn là vì vậy mấy ông thầy tôi đưa đi trước những năm đưa đi đi thầy đi khắp nơi mấy tỉnh nhiều tỉnh thì thầy vào khách sạn thầy không ngủ cho khách sạn thầy ra ngoài hiên hoặc là nằm không nằm trên giường từ trường đêm là này, nằm này, cái dầm dục của họ là từ trường ác là nó khởi mờ luôn cái thằng ma tưởng ở trong đầu này là nó có cái từ trường nó bắt luôn không khác gì là à, thầy trúc trai minh ấy là thầy thỉnh oan ra trái chủ vì thầy tưởng tượng ra mà trong người mình có, có thầy có con ma sẵn rồi ma tưởng rồi ma nghĩ đủ thứ rồi hay cô yến ở chùa bà vàng vậy thế là mới nhìn được cái những con ma đấy còn những người tu hành chân chính ấy, giữ gìn giới luật đâu người ta nhìn được không có tưởng người ta hoạt động ít do đó khó khi mà giấc mơ nó xong rồi thì có tầm có tứ rồi thì làm gì còn mơ nó diệt nó cũng sang nhị thiền tam thiền tứ thiền đến nơi rồi khó vậy quý vị. đấy nên là nói lại cái việc mà một người sinh ra nhiều người một người sinh ra nhiều con vật là như vậy. ba đó là yêu thương nòi buôn cũng vừa nói xong rồi đấy. Bây giờ này, Đức Phật dạy một kiết làm người vạn kiết đồng chúng sinh. Đức Phật còn dạy một câu này. Sau khi ta chứng đạt chân lý, ta dùng tam minh ta soi khắp vũ trụ này. Ta chỉ thấy một ít người chết đi được thành người. Đại bộ phận làm chung sinh. Sợ chưa? Cứ tưởng kiếp sau ta làm người làm thánh nên cõi gì đà mà hưởng nạc không có đâu vị cuộc đời quý vị không ăn thì chúng sinh thì quý vị cũng cũng không giết hại cũng bị dẫm quẻ chân quẻ cẳng kiến mũi đủ thứ châu chấu châu, châu chia các thứ khó đấy không phải tu nó dễ đâu cứ tưởng là ta cứ niệm di đà niệm quan âm di đặc và thích ca rước những vị đấy nếu có thực sự mà, 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 có dạng thế giới siêu hình thì người ta cũng sợ nhân quả không ai cứu cứu cho người ác thì có tham ăn đủ thứ tham thích đủ thứ ai cứu không ai cứu đâu khó đấy quý vị không phải dễ đâu vậy nên là đức phật dạy ta quan sát mãi chỉ thấy uh, con người chỉ đi ít người đồng người còn làm phật là khó đại bộ phận làm trung sinh khó chưa đức phật nói là nằm uh, thân người khó như con rùa mồ bơi giữa biển đông không tìm mọng cây mà bám con rô mua rồi mà không bơi bơi mãi bơi mãi mà không tìm bóng cây mà bán thì thôi rồi bơi rồi cũng mỏi kiên mỏi cẳng rồi cũng chết lúc nào hay làm sao mà, mà vào bờ được giữa biển khơi mà khó vậy chú mọi người khó lắm nên luôn hồi sinh tử là như vậy ai cũng cũng biết nhưng mà nếu học đạo ai cũng biết nhưng để giữ lại rất khó vậy nên là ông Phật ông ấy khuyên dạy đạo đức làm người không sát sinh không trộm cắp không tả dâm không nói dối không nói uống rượu là như vậy uống rượu không ấy uống bia hay những chất cây hiện, cà phê nín nằm rầm ấy thì làm sao mà cái thân bệnh nó trả hỏng rồi trả đi điên đào đảo khó vậy thứ tư nữa là tình thương yêu nữa là thương yêu cỏ cây hoa lá chúng tôi đi đến viếng các chùa hoặc thăm mời ôi giời cây cảnh như là khách sạn như là hôi út như là năm sao như là các cái bãi tắm, bãi uh, du lịch, các thầy là toàn mua cây cảnh ấy thôi, cây cảnh đẹp về trong tháng thì mượn người sửa hoặc mình trực tiếp sửa, coi là cứ cắt chân cắt tay nó thôi để sửa bắt nó vào khuôn khổ, đó, nó cũng chảy nhựa ra chứ đâu mình bây giờ đứt tay thì có thấy vậy không? đứt tay thì là thấy đau lắm rồi, thế mà mình không thương con vật thường còn, còn kẻ cỏ cây hoa ná như vậy hay là những đại gia hay những người buôn cây cảnh như vậy cây từ rừng to tướng đánh như về xong bắt đầu tạo thế cắt bén đi xong rồi tạo thế làm ngày cây cảnh cái ngày sát nó là ngày sát rễ nó dài ra biết bao nhiêu mét thế chặn cho nó vào khoảng một mét rồi bắt đầu cẩu về bó vết, mọc rễ mới ra bắt cuộc sinh tồn quy luật sinh tồn nó phải bọc ít khi có cây chết thử trăm dưới nó nhiều thuốc thích vậy nên là, là các cái chùa thiền viện nhất là phái thiền tông cây cảnh nhiều lắm không biết thầy thanh từ có thương yêu với cây vật không mà để cho cái phái thiền tông như vậy vì nên cái chùa yên tử ngày xưa thì hay là vô nam thì vào thiền chiếu chân không các cái thiền viện toàn có cây có cảnh nhưng mà rồi nhìn xuống dưới này có con núi nuôi cá coi đấy cá coi hàng mấy trăm nghìn hàng triệu con này các quý vị hàng ngày cứ phải lấy thức ăn cho nó ăn thế mà trong đó là tiền ở đâu tiền mình không làm ra lấy có bác thí nợ thôi vậy nên thầy thanh tử có dạy một câu mà tôi cứ nghe mãi trong này là rất sợ nợ vậy nên phải dần nằm cái đường tre giường trường tre như này mà lại đi xin lấy cái vải kia là cái áo của cái thầy vứt vứt năn vứt nút ở trên kia đem giặt thì về để trăng cái cửa ra vào của khổng phật ngày xưa đức phật tiết kiệm đi về mặc áo phân tạo phải đi xin từng ghép ghép vào đấy chứ bây giờ là cắt hết ra ghép khó vậy phải nói lại tiếp là, 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 vấn đề thương yêu cây hoa lá, rồi là nuôi cá cá cả cảnh nuôi chó trong kinh phạm võng nói là đức phật dạy là tỳ kheo không được nhận con nuôi vật nuôi đây là nuôi chó này kéo cả đàn tháng mấy bao gạo đi bảo vệ mình chùa nào cũng vậy có tiền thì với, với, với sợ người ta vào Nhưng không có tiền như chúng tôi làm gì có xu nào khi khất thực xin ăn ở ngoài phố thì có cái nhóm hội chỉ tranh pháp ở, ở huynh đệ ở cả nước thương quá này cứ gửi tiền về cho một cái nhóm người ta đặt cơm cho nếu đi ngoài cho người ta cho bao nhiêu thì cho mà không có thì vào đấy xin ăn mấy quát cơm chay vài ba cây số đi một vài tiếng về đi đường người ta cho tiền không có dám nhận đâu người già bằng cha bằng mẹ mình người ta, ta cúng dường quy xuống lại rớm nước mắt ra mà không dám lấy được con tu hành bây giờ con vào đây đức phật dạy là cũng con không được tiền nên là mong mẹ thông cảm với cha thông cảm hoặc ông bà thông cảm vậy cho con nếu học ở dưới chứ còn bây giờ nói ra thì nó khó lắm con chẳng dám nói đâu con chỉ biết là trong 10 giới sa di và 100 giới chúng học hay là hai trăm năm giới chúng con phải thọ mạng thì trong đó cái giới tiền giới thứ 10 không được cất giữ tiền bạc con đây xin ăn đây là chỉ được gần một bữa thôi mà xin đủ ăn rồi một bữa rồi không dám cầm thêm đâu như vậy bảo thầy ơi, thầy sao con số con thế nào không gặp thầy mà gặp quý thầy ba bốn khi thầy đi đây mà chúng con không cũng được cái gì vậy. Nước ngọt thầy không uống. Nước trắng thầy bảo thôi. Nước trắng cầm đi còn lại về tham ở nhà có nước rồi, nước suối rồi. Mà ông thầy ông nọc cho nước suối tinh khiết vậy mà không uống. Bỏ câu mà quý vị phải mua nước 5.000 chai nước, tí nước vậy. Cái vỏ để bỏ ra môi trường khổ lắm đừng mua nữa khó vậy khó nhận của người ta thì công ước là chỉ có nói một câu thôi coi như con đã nhận rồi ông bà cô chú mang về cho cái người nghèo hay là cho cái người khác cái người khác họ phải thực hiện đúng tu hành ăn ngày bữa không nhận tiền thì mới đỡ tham hết tham thì nên cho lại đi chứ chúng con bây giờ này đủ rồi đi thức ăn đủ rồi nhá mà tiền thì không được nhận nữa nếu muốn đạo đức là người mà tốt muốn mọi người không còn tham không còn trộm cắp tà dâm hút trách các thứ bệnh tật thì chúng ta phải giữ giới người thầy của trời và người nhận rồi người quy ông phật mục sa đề là xin giới rồi mà không giữ gì. tội lắm tội nhiều lắm quý vị ạ vậy cái đầu nằm mới con cũng chỉ nêu ra những cái vấn đề này mà chúng con đang thực hành thôi thì nói nào quý vị vậy điều thứ năm nữa của lòng thương yêu kinh tứ bộ đồng tâm nữa là tâm tử nữa. phải yêu thương môi trường trái đất này bây giờ hỏi quý vị mấy chùa này có cái phân loại rác đâu mấy chùa mấy thiền viện có phân loại rác uh, vô cơ riêng hữu kia riêng. ban đầu chúng tôi về tôi xin tá thúc ở cái vùng uh, núi này thì mấy quý thầy đổ nấn đổ nộn vào rác riêng vào sau sao đổ nẫn đổ nộn vậy mang ra kia thì nó hoa kia nó, nó sình lên nó thành khí mê tan nó hiệu ứng kính thì này, mưa gió bão đột à? thầy bảo cho thấy thầy mà nhặt lại thì mang ra kia thì vệ sinh môi trường người ta cũng 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 đổ lẫn vào ạ à. mà ở đây thì, núi này có ai vào thu mua à, thu vệ sinh đâu thu để mình đóng tiền khó vậy nói câu thế mà không hiểu ấy. Mình 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 tâm mà mình làm cho tâm mình không sạch thương yêu môi trường thì mình cứ nhặt ra đi nhặt ra riêng ra đi rồi mình mang ra ngoài mình đổ để riêng ra đi vứt vào gốc cây gốc kiếc nào đấy cho dập nó xuống đất nó xuống cho cây nó ăn sau đó chúng tôi thực hành phải xin cái rác đó mang lên núi hơn hai năm này này hơn 3 năm rồi thì bắt đầu với ngộ ra với nhặt ra loại còn nhiều người không ạ vì ăn uống thải ra mà. Như vỏ chuối nên toàn ma dê thôi đem bỏ hết bóc tẩy ra xong rồi cắt đi những cái nõi ăn còn cái kia ta rửa lấy sạch sẽ đi rau củ quả này không ngâm qua tí nước muối nó. rồi một chút để cho nó vi sinh vật mà vi sinh vật bên ngoài môi trường mà nó vào cơ thể sinh việc tốt này. Để mà mình thì có lợi cho mình Và hại thì thằng tốt mà nó tốt mình ăn sạch mình ăn ngày bữa này ăn đi. vừa đủ cơ thể này thì nó khỏe ăn ra đoạn mà thì coi là thằng có hại là không được ăn là cứ thế là đi tìm, đi ăn hết các cái mỡ, các miếc đường, nhiều cho mình, giúp cơ thể mình nảnh. Khoa học nó như thế đấy. Vậy sau khi mà nói chuyện lại thương yêu môi trường, những người dân mình nũ hỏi có chặt cây không, nụt không, hỏi có chế biến rác không. Vậy nên là hàng năm nó nỗ nụt động đất sống thần là phải thôi bãi biển cũng vậy sóng thần cũng tại ta nhơ quá bẩn quá đấy. nếu mỗi người làm một đi thì đâu có phải bị vậy quý vị vậy nên là qua cái năm cái tình thương yêu trong năm mới này chỉ để nói qua cái lời của ông thầy tôi dạy nói năm tình thương yêu con người thương yêu chính mình hai là thương yêu người khác ba là thương yêu con vật bốn là thương yêu cỏ cây hoa lá và năm là thương yêu môi trường trái đất này để khỏi khổ đây không phải nói ra để bảo là là, là, là khoe khoang gì đâu là vì nói đề tài đầu là cái giường này là cái giường quý thầy vứt hết rồi trên núi trước thì chùa nào cũng có giường này nhưng sau này gỗ nó nhiều rồi cứ lấy gỗ rồi làm rồi nó tiện rồi có người cũng giường rồi cứ ngồi cứ không nằm Đấy quý vị nói là nói không dám nói nói ngọng ngữ là chết cái chiếu này, này đấy là quý thầy mua đấy người lớn mua vất đi đấy à, sang giường khác là mất là xin cái giường này cũng vậy à, đẩy mấy chục cái giường hàng chục cái thất để cuối cùng là bây giờ toàn làm giường giường gỗ này, nó có hòm đựng dưới đồ đạc ở dưới luôn thay đổi liên tục Với vừa qua cũng có người cúng giường này cứ đòi cũng giường giường thầy ơi sao thầy quay con nhìn thấy có cái cái giường tre vậy cọt kẹt, bảo thôi mình đóng vào rồi mình buộc vào thì nó đâu nó cọt kẹt được ừ. dưới cái giường này còn đặt bốn cái nò cái 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 bánh xe. Nữa. đưa về lúc đi kinh hành trong cái thất bé này thì ta đưa về một góc hoặc cái nó rửa ráy thì nó không bị một cái chân chân, chân tre chân chân giường Hôm nọ ma nên có cư sĩ lên đây bảo ui rồi thầy bài làm gì mà bánh tre một chiếc vậy phức tạp cái này, này dùng nó mau hỏng thế nhưng mà cái phần nó hỏng ở dưới thì mình lại thay à thì thôi cái bánh xe nó có mười mấy nghìn chiếc thì thay nó vào đây luôn thế không biết tiết kiệm khó vậy quý vị vậy nên nói cái đề tài về giường tre nói nan can đến cái việc năm tình thương yêu con người nay đầu xuân năm hai nghìn ba có người hỏi về vấn đề sao cả lại nằm cái đường đó nói lại quý vị vậy trong lúc được khui xả cứ ngồi đọc sách của thầy của quý thầy đây để nghe băng nghe biết là nhiều quá nên là bảo thôi là mấy lời như vậy để mong mọi người tha thứ cho xin kính thưa chúc các vị một năm nữa. hạnh phúc khỏe mạnh và an lạc mô Phật